Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với shop Hương Hen. Thì ở đây đang trên tay mình đang có một con ở ngoài. Thì con này không biết mọi người có biết rõ hay không, nhưng mọi người nhìn qua có vẻ giống Pelit 20, nhưng mà không, nó là Pelit 15 mọi người. Đây, đây là Pelit 15 nha. Con này cũng rất là lâu luôn rồi. Thì đây là mặt sau của nó nè. Ở đây chúng ta sẽ có nuôi cái đầu USB sạc ra. Mình thử mở ở đây coi. Nó là như vậy nè mọi người. Đó, rồi sạc ra thì bên trong này nó sẽ xài cổng số 8 để sạc pin và một cái jack micro USB. Rồi bên trong thì cũng khá là cũ rồi, con này cũng rất là lâu rồi, thì anh khách ảnh đem qua sửa bên mình. Rồi thì đóng lại nó như thế này, nó thì cũng rất là hay luôn đó. Ở đây có cái jack nè, đầu USB nha. Ở phía dưới đây là thông tin của em đó, để mình lật lại cho mọi người xem. Đây là mặt sau nha mọi người. Model của Pelit 15, Bang & Olufsen, type serial number, input 100 cho tới 240V, công suất là 30W. Đó. Con này made in ở đâu ta? Made in China. Rồi, thì made in ở đâu cũng không quan trọng lắm. Thì mấy con này nó cũ rồi, nó bị bung cái chân đế. Rồi, đây là cái mặt trước của nó nha. Đó. Thì nó cũng mặc dù đã cũ mà nó cũng còn khá là bền bỉ á. Thì ở đây mình đã đang bấm be Bluetooth nên đèn nó nhấp nháy. Ở đây chỉ có cộng trừ volume, nút Bluetooth và nút nguồn. Đó. Còn con Pelit 20 thì ở phía trên nó còn có được thêm cái sạc không dây nữa và cái thao tác thêm, nút cũng mới mẻ hơn. Đó, ở đây là cái cộng dây của nó nè. Thì cộng dây mình thấy cũng được hoàn thiện, bản mới thôi hoàn thiện tốt hơn, nhưng mà bản cũ nó cũng đã tốt sẵn rồi. Bao nhiêu năm vậy mà nó vẫn còn ok lắm đó mọi người. Đó, rồi bây giờ mình sẽ thử kết nối với lại con Pelit 15 nha. Đó, giờ là xong rồi nè. Mình thử test một vài bài ngắn. Thì video này chủ yếu là mình thấy là bên mình đang có con Pelit 15 của anh khách. Thì sẵn để mình test coi là nó còn ok hay không. Nên thành ra là video này sẽ là video nhanh nha mọi người. Nhớ đôi vai hoàng hôn nơi ta từng quên.
Tốt hơn.